lẩu tóc mini chỉ với 119k cho một nồi thì chất lượng sẽ ra sao nhỉ? Hello, mình là Vân Anh của Phố Ăn Chơi. Nếu mình bảo đây là lần đầu tiên mình đến Chicken Plus thì có bị quê không? Tên trong menu là lẩu tóc 7 phút nhưng chắc phải đợi 10 phút thì mới ăn được. Cả tóc và chả cá thì đều là sợi dài nên ăn sẽ giống mì một chút. Có cả phô mai để thả vào khi nồi đã sôi. Nước lẩu ngon, hơi cay đúng kiểu mình thích. Đặc biệt là mình cũng chưa thấy ở đâu có gà rán phủ sốt kem hành cả. Nó vừa ngậy vừa thơm lại còn vừa béo ấy. Đỉnh thực sự. Món mì gà chiên này cũng ngon nhưng mà để bùng nổ vị giác thì phải chấm với mù tạt vàng nhá. Và cả đồ ăn kèm hay là sốt chấm thì cũng khá đa dạng. Sau khi thanh toán còn được một voucher giảm 50k cho lần ăn tiếp theo. Ngoài một điểm là mình chưa ưng lắm là Chicken Plus ở miền Bắc hơi ít cơ sở, còn lại thì perfect.